Hello, xin chào toàn thể tất cả các quý vị đã đến với video tiếp theo của kênh Shop Loa Cửa Khẩu Linh Chi. Ngày hôm nay thì tất cả khách hàng nào mà đăng ký kênh cũng như là like về đối với cái video này nhà em thì sẽ mua loa được Bluetooth, loa bẫy chim, loa túc chim giá gì ạ? Giá chỉ từ 79k nhé mọi người, giá chỉ từ 79k. Thì tất cả đơn hàng thì nhà em vẫn sẽ bao ship toàn quốc. Anh em nhận hàng đến tay thì có quyền bóc hàng ra, kiểm tra hàng, xem hàng, test hàng thoải mái nhá. Ưng chuẩn nét giống như trên video thì anh em nhận, không chuẩn không nét anh em có quyền hoàn trả lại giúp em. Và sản phẩm quảng cáo như thế nào thì anh em nhận lại hoàn toàn là giống như vậy. Trước mặt màn hình mọi người đang nhìn thấy đây, đó chính là những cái em sản phẩm loa Bluetooth, loa túc chim, loa trợ giảng, loa bẫy chim, loa nghe nhạc nhà em. Giá chỉ từ 79k nha mọi người. Thì ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cũng như là báo giá công khai luôn cho mọi người những em sản phẩm Bluetooth nhà em. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu về em QS898 và QS887 nha mọi người. Trên tay em đang cầm đó chính là em QS887. Hiện tại là một phiên bản loa túc chim cút, siêu mini, túc cút, túc quốc đều túc được anh em nhé. Đó, phiên bản này thì nó nhỏ gọn như kiểu cái cốc uống nước của mình ở nhà thôi. Nhưng kích thước âm thanh của nó là vô cùng to nhé. Nó sẽ chạy được chế độ thẻ USB cho anh em này, chế độ thẻ nhớ này. Đó, và có cả cổng AUX giúp cho anh em cắm kích loa nhé. Và củ sạc, dây sạc đầy đủ, những cả các phím đầy đủ này. Nó sẽ chạy được Bluetooth này, thẻ nhớ này, USB này, nghe được cả đài FM cho em nhé. Tăng tiến giảm tạm dừng bài đều có, nhưng cái em này thì nó sẽ không có điều khiển từ xa và giá nó sẽ là chỉ từ 79k giúp em nhé. Đây thì bây giờ em đây các bạn ngắm kỹ giúp em này, em sẽ test sơ qua cái tiếng cho mọi người nghe nhé. Thì vừa rồi thì em đã test sơ qua đối với con 887 cho anh em xem. Còn trên tay em đây đó chính là gì ạ? Con QS898 của nhà em nhé. Con QS898 này, đây là một cái phiên bản em đã độ pin lên là 12 tiếng rồi. Thì rất nhiều video thì em đã lên đối với em sản phẩm gian song QS898 này nhà của em rồi. Thì ngày hôm nay thì đối với cái video này thì em chỉ nói sơ qua cho các bác thấy thôi. Thì sản phẩm nhà em thì sẽ có đầy đủ tất cả các phụ kiện đi kèm cho các bác. Và nhận hàng thì anh em đều được bóc hàng ra kiểm tra hàng nhá. Giá thì luôn bao rẻ nhất thị trường cho các bác. Người ta đang bán trên thị trường là từ 350 đến 400. Nhưng nhà em đang bán giá chỉ từ hơn 299k một chút xíu nhá. Giá chỉ từ 299k thôi ạ. Và phụ kiện đi kèm của nó, thứ nhất là nó sẽ có một em túi đeo như thế này. Ở đây, túi đeo anh em nhìn thấy cái đường túi may vô cùng chắc chắn, vô cùng xịn sò nhá. Ở trong thì sẽ có một ngăn để loa và một ngăn để remote, có cả dây đeo con thỉnh này. Lớp trắng nhựa vô cùng xịn sò chắc chắn như thế này ở túi cho em nhá. Đó. Và đây thì của nó sẽ là một bộ thân loa như thế này. Một bộ thân loa của nó nhá. Pin của nó sẽ sử dụng được 12 tiếng. Ký tự trên máy sử dụng hoàn toàn là tiếng Anh và tem của nó sẽ là tem trắng hơi anh nhũ một chút xíu cho các bác nhá. Đó. Như thế này. Một chiếc microphone đây ạ. Microphone cho bác nào mua loa về trợ giảng, bác nào không trợ giảng thì sử dụng hát karaoke cho em. Ba cục pin điều khiển nhé. Ba cục pin điều khiển mà nó sẽ có điều khiển từ xa. Nó sẽ có điều khiển từ xa luôn cho các bác. Đây. Điều khiển từ xa của nó sẽ được là trên 150m này. Kèm theo đó là một bộ củ sạc, một bộ dây đeo. Đó, rất nhiều video thì em đã lên cho anh em đối với cái sản phẩm mẫu nhà em đang bán Samsung QS898 này rồi. Thì ngày hôm nay em chỉ nói sơ qua cho các bác được thấy thôi. Thì tất cả phụ kiện đi kèm như em vừa giới thiệu đầy đủ luôn, anh em mua về chỉ việc sử dụng. Và tất cả các đơn hàng thì em sẽ hỗ trợ có bản file tiếng 120 tiếng gọi mồi chuẩn dành cho anh em đam mê tiếng chim, tiếng thú, tiếng cò, tiếng vạc, tiếng gà, đủ hết anh em nhé. Đầy đủ luôn. Đó, giá chỉ từ hơn 299k và sẽ được tặng kèm bản file tiếng và cái thẻ nhớ 4GB cho mọi người. Thì vừa rồi em đã nói sơ qua, đó chính là em sản phẩm Samsung QS898 với mức giá là chỉ từ 299 này. Đối với em 887 này thì giá nó chỉ từ là 79k nhá. Các bác chuyên đi túc xẻ, túc cút, túc quốc là anh em có thể là sở hữu em 887 này là ok này. Còn bác nào muốn điều khiển từ xa thì là lên em 898 cho em. Đó. Và giá chỉ từ 79 đến 299k thôi. Tất cả đơn hàng thì nhà em sẽ hỗ trợ bao ship cho mọi người rồi. Thì anh em chỉ việc gọi điện qua số điện thoại online và đọc cho em cái địa chỉ, em sẽ gửi hàng đến tận nhà cho mình không phải đi đâu lấy hàng cả nhá. Đó. Và cuối video thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem em review đối với em sản phẩm này. Cảm ơn tất cả anh em đã đón chờ và xem video của Shop Loa Cửa Khẩu Linh Chi. Hẹn mọi người trong video tiếp theo. Đó, anh em vui lòng cho em xin một nút like nhá, để shop có nhiều cái cập nhật mới nhất, những cái phụ kiện, những cái loa giá rẻ mà xịn sò cho mọi người, để phục vụ cho anh em đam mê của mai miền Tổ quốc nhá. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ.